Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình của công ty học Tân Đại Dương Hồ Chí Minh. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương rất là vui mừng, xin được chúc mừng em Khoa vừa đạt được visa trong cái thời gian vừa qua. Xin chào em. Em có thể giới thiệu sơ về bản thân mình cho các bạn được biết được không? Mình tên là Khoa, 17 tuổi. Mình đã đậu được visa vào ngày 27 tháng 7 và mình dự định sẽ học tại trường Green River. Vậy cho chị hỏi cái lý do nào mà khiến em lại chọn Mỹ để đi học? Tại vì ra thì Mỹ là cái là một trong những nước có cái ngành giáo dục rất là tốt. Cái cách dạy của nó rất là khác so với Việt Nam. Theo được biết thì nó không chỉ là học thuộc lòng những cái bài giảng ở trong trường mà nó còn giúp mình vận dụng những cái kiến thức mà mình được biết vào trong thực tế, vào trong các cái cuộc thí nghiệm và cái thực hành ở trong trường. Và khi sau khi mà tốt nghiệp được bằng cử nhân, lấy được bằng cử nhân ở bên Mỹ thì nó sẽ rất là tốt cho cái tương lai của em sau này. Vậy thì trước đó em có tìm hiểu nước nào ngoài những? Dạ có, em có tìm hiểu về Úc và em thấy nhưng mà em cảm thấy Mỹ rất là tốt nhất. Ngay cho Mỹ đúng không? Vậy thì cái cảm giác của em khi mà em biết tin mình đạt được visa như thế nào? Vui lắm chị, cầm tờ giấy cũ lãnh sự quán trên tay mà cứ sợ là nó sẽ mất đi. Rồi khi mà vừa đó xong em muốn báo cho người thân nào của em đầu tiên? Cho mẹ. Cho mẹ đầu tiên hả? Mẹ rất là mừng, thậm chí mẹ cũng rất là nghe lời điện thoại. Tại vì em cũng rất là mong em đậu đi, cũng dùng hết để bọn bảo em. Rồi, vậy thì khi mà vô em không có đi thì thấy sự khó khăn không gì hay ngon không? Em thấy sợ. Thật sự thì cái câu hỏi đó là ở công ty Tân Đại Dương đã chỉ cho em hết rồi. Và cái cách trả lời của em cũng trả lời theo hoàn cảnh của em nên không có gì so với chị. Rồi, vậy em có cái lời khuyên nào dành cho các bạn mà sau này muốn đi du học Mỹ không phải? Thì lời khuyên của em á là chỉ cần các bạn cố gắng và giống như là hãy có một cái xác định được cái ước mơ của mình và cố gắng để thực hiện ước mơ đó thì em nghĩ là không có gì mà cũng đã được. Rồi, cuối cùng là không biết em có những lời nào muốn nói với tất cả các bạn trước khi mà em bay xong rồi. Em chỉ muốn là chúc các bạn thành công rồi để có thể thực hiện cái ước mơ du học Mỹ của các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn và cảm ơn Khoa đến với buổi phỏng vấn này và hy vọng sau cái chương trình này thì em sẽ lên máy bay và đi sang Mỹ và sẽ học tập tốt và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và cũng như dự định tương lai của mình. Xin chào tất cả các bạn.